đi du lịch Việt Nam rồi bất ngờ gặp nạn, cô gái Hàn Quốc cảm động bật khóc vì được người dân Việt Nam giúp đỡ tận tình, chăm sóc như là con gái ruột. Sunny là du khách đến từ Hàn Quốc, vừa qua đã có chuyến du lịch dài ngày tại Việt Nam. Khi đang đi xe máy thăm thú Ninh Bình, cô và bạn đã không may gặp sự cố ngã xe. Khi ấy, có vài người công nhân đi qua thấy đã lập tức dừng lại và giúp đỡ. Người thì dắt xe máy của Sunny vào lề đường, người thì chạy đi mua nước ngọt để họ giải nhiệt. Nữ du khách Hàn Quốc tiết lộ muốn gửi tiền hai lon nước nhưng người này nhất quyết từ chối, thậm chí còn lo lắng và hỏi han về vết thương, xem cô có cần hỗ trợ mua băng gạc hay thuốc không. Khi hai cô gái tiếp tục di chuyển đến một nhà hàng cách đó không quá xa, một người phụ nữ đứng tuổi làm việc tại đây đã nhanh chóng nhận ra vết thương trên người cô và ân cần hỏi han, rồi lập tức đi lấy đồ, tỉ mỉ xử lý vết thương cho hai vị khách nước ngoài. Cô gái sau đó đã bật khóc vì rất xúc động và không ngờ rằng người Việt Nam lại nhiệt tình đến thế. Cô cảm giác được bao bọc chở che chính nơi đất khách quê người. Đúng thật là như vậy, người Việt Nam không những luôn yêu thương đoàn kết lẫn nhau mà còn nhiệt tình, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ tất cả những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên đừng ngần ngại mà hãy đến Việt Nam du lịch một chuyến. Ngoài danh thắng, đồ ăn thì con người Việt Nam cũng là một giá trị văn hóa mà nhiều nơi trên thế giới chưa chắc đã có.